Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về đất thổ cư cũng như nhà ở liền kề có cái diện tích từ 30m² trở lên và có cái giá bán chỉ từ 600 triệu đồng. Thì hôm nay em đang đứng trước một cái vị trí mới của bên em, vị trí là 2 căn. Vị trí căn này là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người có thể quan sát luôn là ngõ trước nhà ở đây là 2m2 và cách đường ô tô chạy là 30m. Vị trí căn nhà này cách công viên Đô Nghĩa, cách ông công viên âm nhạc là 500m, cách chợ là 200m thôi mọi người ạ. Quanh đây là đầy đủ các tiện ích về trường mầm non, tiểu học cũng như là trung học. Đây là em đang đứng phía trước cửa của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà này là 4m. Căn nhà này là có diện tích là 30m² và xây 4 tầng, từ tầng 2 trở lên thì là diện tích đua ra ở trên phía trên tầng 2 là khoảng tầm 34m² mọi người ạ. Phía trước cửa đây là của ngôi nhà, đây là cửa chính của ngôi nhà. Thì cửa chính của ngôi nhà là được làm hai lớp, lớp ngoài là bằng sắt hộp sơn tĩnh điện. Phía bên trong là cửa nhôm kính rất là đẹp và chắc chắn. Phía đây là phòng khách của ngôi nhà rất là rộng, toàn bộ hệ thống đèn led cũng như là thiết bị vệ sinh, trần thạch cao cũng như là hồ sơ công tơ điện nước đều được bọn em lắp đặt đầy đủ rồi. Tiếp theo mời mọi người vào phía phòng bếp của ngôi nhà đây ạ. Căn tủ bếp của ngôi nhà là được thiết kế gỗ sồi ngang rất là hiện đại, trang trọng, rất là đẹp. Mọi người có thể quan sát thấy là cái căn bếp này được thiết kế chữ L rất là đẹp cũng như là đầy đủ mọi công năng cho một cái hộ gia đình nhé mọi người ơi. Ở đây là có nhà vệ sinh, tầng 1 của ngôi nhà là có nhà vệ sinh này, bao gồm bồn cầu cũng như là vòi rửa, chậu vòi rửa các mọi người. Xin mời mọi người tiếp theo lên tầng 2 của ngôi nhà thì là toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là cũng được làm bằng gỗ sồi. Cổ bậc cầu thang là được ốp đá granite loại 1 rất là đẹp. Mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà là được thiết kế một phòng ngủ và một nhà vệ sinh rất là tiện lợi, sinh hoạt đầy đủ các công năng để mọi người sử dụng. Đây là phòng ngủ của ngôi nhà đấy, rất là rộng, rất là rộng. Cái phòng ngủ của ngôi nhà này là phía bên trong là có nhà vệ sinh, phía bên trong của ngôi nhà của cái căn phòng này là có nhà vệ sinh riêng ở trong đây ạ. Đầy đủ hệ thống sen cây cũng như là bồn cầu la đều là hàng nhập khẩu Vigracera nha mọi người ơi. Xin mời mọi người tiếp theo lên tầng 3 cùng em. Tầng 3 của ngôi nhà này cũng được thiết kế giống như là tầng 2 vậy, cũng một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế là hệ thống phơi phóng ở đây ạ. Mọi người về có thể lắp dàn phơi thông minh ở khu vực này, phơi lên cũng rất là nhanh khô. Và đây là để tủ lạnh, có thể để máy giặt. Đây là thêm tầng 4 này là một phòng, thêm một phòng nữa thì mọi người có thể làm phòng thờ của ngôi nhà nhé. Ban công rất là mát, rất là thoáng. Nếu như mà mọi người không thích phơi quần áo ở phía bên trong thì có thể phơi ở ngoài đây được, rất là đẹp luôn.
thì là em xin nhắc lại vị trí của căn nhà này là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này là 30m², xây 4 tầng và có cái giá chào bán là 1 tỷ 700 triệu và hướng nhà là hướng Đông Bắc nha mọi người. Mọi người nếu như muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình là 0983013403 hoặc 0888041444 em ánh. Mọi người xem video thấy hay thì bấm like kênh cũng như là đăng ký kênh giúp em để có thể nhận được thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn.